Bằng cái khổ của những người tị nạn, họ mất hết cái quyền lợi, họ mất cả cái quê hương của họ. Chúng tôi hy vọng là cái cuộc phỏng vấn sắp tới tôi cảm thấy rằng là rất là lo lo một chỗ là không biết rằng là mình có được giống như người ta hay không đó, và sự chờ đợi như thế này có làm cho mình lo lắng hay không. Thật ra mà nói thì đôi khi cả đêm tôi ngủ cũng không được lắm. Cách đây 16 năm vừa trước, nói chung ước mơ của em cũng nhiều lắm. Ví dụ như muốn trở thành một người kỹ sư, là một người luật sư. Qua đến đây khi bị bác làm chứng nhất rồi, thì đến giờ này không còn ước mơ được. Bây giờ chỉ còn là một ước mơ nhỏ nữa là cho hai đứa con duy nhất. Mong rằng nếu mà được thành lập này